ngoan ngu. Rể, mày có chán tiền không? Sao mày hỏi ngu ấy? Tiền thì em mà đặt tên. Tao biết một chỗ, có nhiều tiền lắm, có thứ lấy à? Có, đâu? Kìa. Đâu? Cái nhà đây đấy, nhà ấy giàu lắm. Lúc nào em thấy nó, mất tiền đi ngân hàng thôi. Thế phải làm cái gì? Bây giờ tao bảo nhá, tao không phải tính kế. Lúc nào nó đi qua, nó đi đường tiền vào ngân hàng ấy, thì mình làm việc ơi. Việc gì mà nó rõ sao nào? Mày cứ đi theo tao, đi tao bảo sau. Đi. Ngô, mày làm cái gì đấy? Mày ra đây, mày ra đi. Mày đi ăn trộm mà mày làm như thế này thì nó chẳng nhìn thấy mày à? Thì tao ra đây để dính xem nó có mang tiền ra gửi ngân hàng đâu mà. Chứ nó nhìn thấy mày đi, bây giờ về đây. Thì chỗ nào? Không có nhìn thấy à, nó biết mình ăn trộm nó còn mang về nhà ấy. Mang tiền đi gửi ngân hàng, mệt thật đấy. Cứ như kiểu là đi ăn trộm ấy. Bảo vệ thì không có. Bây giờ ăn trộm nhiều thật đấy. Ôi nó ra trốn ký vào. Ngồi xuống, trốn ký vào. Bây giờ nó ra rồi, mình phải làm cái gì hả Tóc? Bây giờ tao với mày ra cổng nhà nó, xong là mình nằm đây giả vờ chết, xong là nó cứ tưởng chết thật, xong là nó ra đấy thì mình hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Đi. Bây giờ phải làm nào nhỉ? Ok, thế tí nữa nó ra đây nó tưởng chết thật, nó đỡ mình ra đi. Thế nhá. Chẳng biết nắng đi. Thôi buổi bây giờ trộm nhiều lắm, mình phải bỏ chốc rồi. Ô, lạ nhở, sao hôm nay lại có hai thằng nằm ngã ở kia? Thế chết không cứu, không được. Mình phải cứu mới được, ra đây xem nào. Ui này, này, bị làm sao ấy nhở? Điện à, chỉ có bố mẹ thế này. Dồi ôi, này, có bị làm sao không nào? Đập thì sẽ là tiền mất đâu. Wow, tiền đi. Đi mình mất, mất. Đi 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 đi. Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Người tiền ngân hàng. Sao cái hộp nhẹ thế nhỉ? Đây nào. Còn đúng mấy cái nhịp. Tôi chết rồi. Mình bị cướp tiền rồi. Tôi giờ phải đi báo công an nữa. Thank you.
ở quán ăn gì chiều. Ok. Thôi, mày lấy nước về uống đi. Mày đi lấy đi con. Ôi, tao lấy nhầm. Bây giờ mình nhiều tiền thế này, biết tiêu bao giờ mới hết nhỉ? Mày không biết tiêu gì thì mày cứ mua lung tung, biện hết đi. Lúc nào hết này thì lại đi kiếm. Này, ra rót cho mày một tí nữa này. Đấy, mẹ. Cũng nó mắc cỡ vào. Mày cứ mua đấy. Vâng, quá thật. Đúng là không, tôi... Đây, chú. Thế nào? Tóm lại là kiểu gì? Dạ, lúc đấy chú trên nhà cháu đi mang tiền đi gửi ngân hàng. Xong rồi cháu ra đến đây thấy hai thằng nằm ở đây. Hai thằng nằm ở đây? Đúng rồi, cháu tưởng nó bị làm sao. Xong rồi cháu ra đây cháu định cứu bọn nó. Nhưng mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra luôn. Cháu tỉnh dậy thì xem tiền thì tiền hết rồi. Đây à? Tiền rồi. Cái lọ tiền đây à? Vâng. Thế là còn đúng cái nịt thôi đúng không? Vâng. Còn này... mới bị thôi đúng không? Vâng. Vừa bị xong là mày đi báo công an luôn đúng không? Vâng. Thế bây giờ chắc chắn là chúng nó... Bây giờ để tao phân tích nhá. Bây giờ chúng nó có tiền đầu tiên thì chắc chắn là chúng nó sẽ đi... Uống nước rồi chứ. Mua kẹo này. Uống nước này. Chắc chắn là như thế rồi. Thế bây giờ chúng nó chưa đi được xa đâu. Bây giờ mình phải đi ra đến... quán nước. Ở đây có quán nước nào không? Thế bây giờ đi luôn đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Cái bọn này dám chặn đường, ăn cắp tiền, nhiều tiền không? Bao nhiêu tiền? Dạ... nhiều tiền lắm, một kẹp chất dài như này, rộng như này luôn. Vâng. Thôi được rồi. Đi, đuổi theo chúng nó. Vâng, đi. Ơ thế chú ơi, cái này không mang đi à? Để ở đây, để nguyên hiện trường. Đi. Vâng, đi. Mày còn nhớ chúng mặc quần áo gì không ấy? Dạ... có... cái thằng lớn thì mặc quần áo màu cam. Còn cái thằng bé thì áo trắng và quần đen. À, được. Rồi. Lừa nhiều tiền quá, chẳng biết làm cái gì nhỉ? Ai nó có tiền nhiều này. Đây đúng không? Có phải bọn này không? Tiền này nhiều đúng này thì mua. Chắc chắn nhá. Làm hết. Đúng mày. Đứng yên. Đứng yên. Giữ chắc vào. Mày tao cấm mày chạy nhá. Hôm nay chúng mày biết dính tội gì không hả? Đâu cháu không biết gì đâu. Ban ngày ban mặt. Tiền của cháu đây này. Tiền đây đúng không? Vâng. Ban ngày ban mặt mà chúng mày dám đi ăn trộm ăn cắp như thế à? Hả? Bây giờ chúng mày cái tội này đi tù chung thân dẫn đến tử hình đấy. Nhá. Bây giờ chúng mày theo tao lên đồn công an. Đúng rồi, cháu làm gì đâu. Thằng này mày bắt cháu làm gì? Mày tên là gì? Nói. Không tao gõ vỡ đầu mày bây giờ. Tên là gì? Tên là Thóc ạ. Thóc. Ok, mày tên là gì? Dạ, cháu tên là Ngô ạ. Ngô à? Chúng mày ăn cắp lâu chưa? Ăn trộm lâu chưa? Dạ, chưa. Chưa à? Thế tại sao hôm nay chúng mày dám đi ăn trộm một đống tiền nhiều như thế này hả? May mà thằng này đi báo công an sớm nhá, không là mất hết tiền còn ăn trộm cả, còn uống nước nữa cơ. Bây giờ lôi thằng kia cho lên hết công an để cho bọn này đi tù. Đứng lên.